Thanh Tuyền, Tuấn Vũ bị cấm biểu diễn tại Việt Nam. Mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch chính thức có chỉ thị ngừng cấp phép hoạt động biểu diễn tại Việt Nam với 6 ca sĩ hải ngoại, trong đó có Thanh Tuyền và Tuấn Vũ. Lý do của việc ngừng cấp phép này là do các nghệ sĩ tham gia trong chương trình Asia 71, kỷ niệm 32 năm hoạt động của trung tâm Asia với nhiều tiết mục bôi xấu Việt Nam. Ngoài Thanh Tuyền và Tuấn Vũ, một số nghệ sĩ khác cũng bị cấm biểu diễn với lý do như trên, đó là Gia Huy, Mạnh Đình và vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh Hồng Đào. Bên cạnh đó, Bộ cũng chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch các tỉnh thành tịch thu tiêu hủy bộ DVD ghi hình chương trình này. Ngoài kiến nghị ngưng cấp phép với 6 nghệ sĩ này, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với PA83 tiến hành xác minh tình trạng pháp lý về nhân thân của hai ca sĩ khác cũng tham gia trong chương trình là Hà Thanh Xuân và Hoàng Anh Thư để có hướng xử lý. Thanh Tuyền tên thật là Phạm Như Mai, là một ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Bà sinh năm 49 ở Đà Lạt. Năm 2012 vừa qua, bà vừa có live show riêng tại Việt Nam nhằm kỷ niệm 50 năm âm nhạc và cuộc đời. Trong live show này, Thanh Tuyền còn diễn chung với hàng loạt những nghệ sĩ nổi tiếng trong nước như Hoài Linh, Trấn Thành. Ca sĩ Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh năm 59 tại Phan Thiết, là một nam ca sĩ nổi tiếng người Việt sống ở hải ngoại. Anh sang Mỹ năm 79 và định cư ở San Francisco. Tuấn Vũ theo nghiệp ca sĩ từ đầu những năm 80 và trở thành ca sĩ nhạc vàng nổi tiếng. Đến nay Tuấn Vũ thu âm trên dưới 1.400 bài hát thuộc nhiều thể loại. Hầu hết các nhạc phẩm làm nên tên tuổi của anh đều được hát trong giai đoạn từ năm 94 trở về trước. Hoa sứ nhà nàng, đôi mắt người xưa, vân vân. Cùng với Thanh Tuyền, Tuấn Vũ cũng bị cấm phép biểu diễn tại Việt Nam vì tham gia chương trình chống phá nhà nước. Bị nói già rồi nghỉ hát đi, dân ca Thanh Tuyền lên tiếng. Mới đây tại một buổi ghi hình livestream, danh ca Thanh Tuyền tâm sự về chặng đường sự nghiệp cũng như lý do vẫn đi hát. Bà nói, dấu ấn lớn trong sự nghiệp của tôi là năm 1982, Thời điểm đó tôi mới qua Mỹ và làm công việc khác, cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đi hát nữa. Nhưng giám đốc trung tâm Thúy Nga từ Pháp bay qua Mỹ gặp tôi để mời tôi qua Paris thu âm, ghi hình. Tôi cũng sang Paris một thời gian để thu âm, ghi hình cho Thúy Nga và phát hành băng đĩa năm 1983, tạo hiệu ứng lớn với khán giả khắp nơi. Sau đó về lại Mỹ là nghĩ làm luôn để đi hát từ đó tới giờ. Đó là lý do vì sao tôi không bao giờ rời xa trung tâm Thúy Nga được. Sống thì phải có tình có nghĩa. Tính đến năm nay là tròn 40 năm tôi đến với Thúy Nga, cũng là 40 năm tôi trở lại ca hát và được sống đến ngày hôm nay. Tôi sống trọn đời với Thúy Nga, cả một đời người. Đến giờ tôi vẫn hát và sẽ hát cho đến khi nào không hát được nữa thì thôi. Người ta hay nói giả từ sân khấu, nhưng tôi kỵ nhất câu đó vì sân khấu là nơi nuôi sống tôi, khán giả thương tôi thì làm sao tôi dám giả từ. Chỉ khi nào khán giả giả từ tôi thì tôi mới nghỉ hát. Nhiều người hay nói tôi già rồi, Hát làm gì nữa, nghĩ đi. Tôi muốn nghĩ lắm, nhưng hát là lẽ sống của tôi. Tôi không cần những sự phê bình, kêu nghỉ hát đi vì tôi sống cho lẽ sống của mình. Danh ca Phương Hồng Quế tiếp lời. Đúng là chúng tôi đi hát có những khán giả rất yêu thương, gặp là tay bắt mặt mừng, cảm động lắm. Nhưng cũng có những khán giả nói thẳng, già rồi đừng đi hát nữa mấy bà ơi. Tôi nghe người ta nói vậy cũng thoáng buồn nhưng lại nghĩ, cái nghiệp này tổ đã cho chúng tôi từ nhỏ tới lớn, sống bao nhiêu năm với nó. Nhờ nó mà đi hát có tiền nuôi sống gia đình nên chúng tôi sẽ không bỏ. Ngoài trừ khi nào khán giả không còn thương yêu nữa thì tôi nghỉ hát, còn một số người nói lẽ tẻ tôi cho qua. Tôi còn yêu sân khấu lắm, không thể nghỉ hát được. Thanh Tuyền, Tuấn Vũ bị đề nghị cấm về nước diễn. Trong ngày 31 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản lên cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị ngưng cấp phép biểu diễn ở Việt Nam với 6 nghệ sĩ kể trên. Đó chính là hai giọng ca nổi tiếng Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, vợ chồng diễn viên Quang Minh, Hồng Đào, ca sĩ Gia Huy, Mạnh Đình, những nghệ sĩ này bị xem xét không được biểu diễn tại Việt Nam. Sở đang thẩm định trường hợp hai ca sĩ Hoàng Anh Thư và Hà Thanh Xuân xem hai gương mặt này là ca sĩ sống trong nước hay hải ngoại để có hướng đề nghị xử lý thích hợp. Trao đổi với phóng viên, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, lý do lớn nhất của việc đề nghị ngưng cấp phép biểu diễn là do các gương mặt nghệ sĩ này đã xuất hiện trong đĩa hình mới nhất của Trung tâm Băng nhạc Asia Mỹ để nói xấu bôi nhọ chính phủ nhà nước Việt Nam. Vị đại diện lãnh đạo sở cho biết vai trò và trách nhiệm của sở là lập hội đồng thẩm định nội dung địa giờ mới nhất và gửi văn bản đề nghị lên cục nghệ thuật biểu diễn. Thẩm quyền quyết định vấn đề sẽ do cục và bộ văn hóa thể thao du lịch đưa ra. Nhưng từ lâu cục và bộ đều hiểu quan điểm của sở văn hóa thể thao du lịch thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Với các nghệ sĩ vi phạm pháp luật Việt Nam, dù trước đó họ đã được cấp phép biểu diễn trong nước, chúng tôi cũng sẽ không tiếp nhận giấy phép của họ trên địa bàn thành phố. Ông Nam nói. Ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng, Cục nghệ thuật biểu diễn, cho vnexpress.net biết Cục vẫn chưa nhận được văn bản từ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù vậy, ông Trương khẳng định những nghệ sĩ có hành vi chống đối lại lợi ích của đất nước thì Cục sẽ không cấp phép hoặc ngưng cấp phép cho biểu diễn ở Việt Nam. Hiện nay, nhà nước đã tạo điều kiện rất nhiều cho nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam biểu diễn theo đúng chính sách hòa hợp dân tộc và hội nhập quốc tế. Nhưng rất tiếc có nhiều nghệ sĩ đã lạm dụng điều này để đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Ông Trương nói, cục trưởng cho biết ngay khi nhận được văn bản đề nghị từ thành phố Hồ Chí Minh gửi ra, cục sẽ xem xét và gửi lên các cơ quan có thẩm quyền để đưa ra quyết định xử cụ thể. Năm 2007, đôi vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh Hồng Đào về Việt Nam biểu diễn sau một thời gian dài xa quê. Dịp này, nữ diễn viên hài Hồng Đào chia sẻ Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu luôn ý thức, tình cảm khán giả là phần thưởng quý báu nhất. Thấy mọi người còn nhớ đến mình, còn tay bắt mặt mừng chúng tôi thật sự hạnh phúc. Cảm giác diễn như những ngày còn chưa ra đi, không ở đâu bằng ở quê mình. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, nữ danh ca Hải Ngoại Thanh Tuyền cũng có show diễn trong nước chủ đề 50 năm cuộc đời và âm nhạc. Trước đó nữ ca sĩ cho biết đây có thể là chương trình cuối cùng mà chị biểu diễn ở Việt Nam. Ca sĩ Tuấn Vũ cũng đã về thăm quê trong nhiều năm qua. Năm 2001 anh từng bị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh không cho phép biểu diễn với lý do anh từng nghiện ma túy, nhưng nhiều năm sau khi luật lệ cởi mở và nới lỏng, nam danh ca Hải Ngoại này được biểu diễn thường xuyên ở các phòng trà ca nhạc trong nước. Tháng 4 năm 2011, anh còn tổ chức đêm nhạc tri ân khán giả. Ca sĩ Mạnh Đình cũng đã về nước biểu diễn từ năm 2007. Danh ca Thanh Tuyền trở về để lại ra đi. Nhờ sự phát hiện dòng ca lạ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, hãng đĩa Continental, mà Phạm Như Mai, cô học trò trường Bùi Thị Xuân, đã sớm rời xứ Mùa Sương vào thành phố Sài Gòn để theo tiếng gọi của âm nhạc. Tuy cha không ủng hộ, nhưng Như Mai vẫn cố nài nỉ để thực hiện cho được ước mơ của mình. Hè năm 1964, chị chính thức vào Sài Gòn tiếp tục đi học và bắt đầu sự nghiệp ca hát với sự dìu dắt của thầy Nguyễn Văn Đông. Nhà nghèo lại đông con, mai là con thứ nhì nên chị gánh hầu hết trách nhiệm lo cho gia đình. Dường như trời sinh ra mai để hát, tiếng hát vút cao trong vắt của chị chẳng mấy chốc trở thành hit trong làng ca nhạc. Cạnh ca sĩ Hoàng Anh, mai lớn lên tại Đà Lạt nơi có nhiều suối, nhiều cây. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông ví tiếng hát của chị như ngọn suối trong xanh và nghệ danh Thanh Tuyền từ đó ra đời. Năm 1978, chị rời Việt Nam đến Mã Lai. Năm sau sang Mỹ, như bao nghệ sĩ khác, thời gian đầu cuộc sống vợ chồng chị và các con chật vật. Cộng đồng người Việt lúc đó rời rạc nên chẳng ai giúp được ai. Chị từng làm công nhân nhà in trước khi tích cóp mở một cửa hàng tạp hóa cho đến nay. Nhịp sống cứ cuốn trôi mình khiến chị không dám nghĩ rằng có ngày được trở lại ngày xưa. Ngày nào cũng nhớ quê, nhớ cha, nhớ mẹ. Mỗi tối, chị thường ra trước sân quét dọn cho sạch trước khi đóng cửa tiệm. Và lần nào cũng nhìn lên trời cao, đen thẳm, mênh mông, lòng càng thấy nhớ nhà. Năm 1982, Trung tâm Thúy Nga mời Thanh Tuyền qua Houston hát. Từ đó, mỗi cuối tuần chị có dịp hâm nóng lại bầu nhiệt huyết dành cho ca nhạc, tưởng đâu sẽ mãi mãi bị nguội lạnh theo năm tháng. Bên cạnh những nỗi buồn hoa phượng, Đà Lạt hoàng hôn, chị còn hát những bài đậm đà tình quê hương như điệu buồn phương Nam, sông quê. Người nghe khóc và chị cũng khóc. Đây cũng là dịp để kêu bào gặp nhau vì những ngày thường ai cũng bận rộn mưu sinh. Năm 1995, chị trở về Việt Nam lần đầu để chịu tan mẹ. Chị thú thực, trước khi về chị rất hoang mang, cứ sợ không được nhà nước Việt Nam cho phép, nhưng mọi việc đều tốt đẹp, không như chị lo ngại. Lần thứ ba, chị về đo đám cưới cho con trai lớn của chị với nghệ sĩ Cái Lương Ngọc Huyền. Và lần thứ năm gần đây, để làm từ thiện, hỗ trợ chi phí mổ mắt cho nhiều người già, chi phí mổ tim cho trẻ em. Ở tuổi 60, lẽ ra chị đã về hưu, an hưởng hạnh phúc bên chồng con. Nhưng hình như cái nghiệp cầm ca của chị chưa dứt, vì khán giả vẫn còn thương chị, còn muốn nghe chị hát. Sau những lần về Việt Nam, chị quyết định tiếp tục đứng trên sân khấu, và với thu nhập ấy chị có thể giúp đỡ được nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cứ mỗi lần gặp họ sau mỗi chuyến từ thiện, chị lại khó ngủ vì lòng dạ dây dứt khôn nguôi và vì thế chị thường sắp xếp thời gian về Việt Nam thường xuyên hơn để đóng góp công sức xoa dịu những mất mát đau thương của đồng bào. Bốn người con của chị đều trưởng thành, cô con gái thứ ba Sheila, nối nghiệp mẹ là ca sĩ Việt Nam đầu tiên được hãng băng đĩa Mỹ đầu tư vào thị trường Mỹ. Chị đang rất hạnh phúc cạnh người chồng từng chia ngọt sẻ bùi với chị suốt mấy mươi năm qua. Mỗi ngày đều dành ra 3 tiếng đồng hồ chạy bộ, 1 tiếng tập thể dục thẩm mỹ hay chơi tennis, bơi lội. Theo chị, giữ sức khỏe và nhất là ngoại hình là yếu tố quan trọng đối với người nghệ sĩ để giữ nghề và tôn trọng khán giả. Ngoài ra, chị cố gắng giữ chữ xã của Đạo Phật, tìm sự bình yên cho tâm hồn bằng các công việc xã hội. Phải chăng vì thế mà thời gian đã bước chậm lại trên nhan sắc của chị? Ngừng cấp phép biểu diễn trong nước đối với ca sĩ Thanh Tuyền và Tuấn Vũ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức có chỉ thị ngừng cấp phép hoạt động biểu diễn tại Việt Nam với 6 ca sĩ hải ngoại trong đó có Thanh Tuyền và Tuấn Vũ. Nguyên nhân là do các nghệ sĩ này đã tham gia chương trình Asia 71 kỷ niệm 32 năm hoạt động của trung tâm Asia với nhiều tiết mục bôi xấu Việt Nam. Ngoài Thanh Tuyền và Tuấn Vũ, một số nghệ sĩ khác cũng bị cấm biểu diễn trong nước là Gia Huy, Mạnh Đình, vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh Hồng Đào cùng với việc ngừng cấp phép, Bộ cũng chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch các tỉnh thành tịch thu tiêu hủy bộ DVD ghi hình chương trình này. Thanh Tuyền tên thật là Phạm Như Mai là một ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, bà sinh năm 1949 ở Đà Lạt. Năm 2012 vừa qua, bà vừa có live show riêng tại Việt Nam nhằm kỷ niệm 50 năm âm nhạc và cuộc đời. Trong live show này, Thanh Tuyền còn diễn chung với hàng loạt những nghệ sĩ trong nước như Hoài Linh, Trấn Thành, ca sĩ Tuấn Vũ, tên thật là Nguyễn Văn Tài sinh năm 1959 tại Phan Thiết, Việt Nam, một ca sĩ, người Việt sống ở hải ngoại. Tuấn Vũ sang Mỹ năm 1979, định cư ở San Francisco. Tuấn Vũ theo nghiệp ca sĩ, từ đầu những năm 80 và trở thành ca sĩ nhạc vàng nổi tiếng. Đến nay, Tuấn Vũ đã thu âm trên dưới 1.400 bài hát thuộc nhiều thể loại. Hầu hết các nhạc phẩm làm nên tên tuổi của Tuấn Vũ đều được hát trong giai đoạn từ năm 94 trở về trước.